Chuyên đề vì chủ quyền an ninh biên giới xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự phản ánh các hoạt động trong tháng của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh. Phóng sự qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí bắt đầu theo dõi. Vừa qua, đoàn công tác Học viện Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã đến thăm kiểm tra học viên khóa 34 Đại học Biên phòng thực tập tại các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng và Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đồng chủ trì buổi làm việc. Theo đó, tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo tóm tắt về tình hình đơn vị cũng như kết quả của học viên thực tập tại các đơn vị thời gian qua. Đồng thời, đoàn đã kiểm tra thực tế kết quả của các học viên thực tập. Qua đó, đoàn đánh giá cao chất lượng học viên thực tập, đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật quân đội và các quy định của nhà trường, đơn vị. Về tự học, tự nghiên cứu, ý thức trách nhiệm của học viên có sự chuyển biến tốt. Các học viên đã tiếp cận, hòa nhập nhanh với môi trường mới, có bản lĩnh vững vàng, nắm chắc kiến thức chuyên ngành, biết vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đề nghị cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của đơn vị, kèm cặp giúp đỡ các đồng chí học viên thực tập, giúp học viên bổ sung thêm kiến thức thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, quản lý duy trì tốt việc chấp hành kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị, đánh giá cụ thể, tỉ mỉ, chính xác kết quả thực tập cuối khóa, báo cáo về trên theo quy định. Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cảm ơn Đảng ủy, Bộ Chỉ huy các cơ quan chuyên môn Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và cấp ủy chỉ huy các đồn biên phòng đã thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các học viên thực tập. Đối với các đồng chí học viên thực tập, đồng chí Chính ủy Học viện đã biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của các học viên, đồng thời đề nghị các đồng chí học viên tiếp tục khắc phục khó khăn, an tâm tư tưởng công tác, tiếp tục phát huy tinh thần tự học tự rèn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm qua quá trình thực tập, đảm bảo áp dụng tốt cho thực hiện nhiệm vụ sau này, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, đoàn công tác đã đến viếng thắp hương tại đền thờ liệt sĩ, khu di tích quốc gia, khu vực đồn Long Khốt, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Bên cạnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An còn duy trì mối quan hệ gắn kết với cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân xã biên giới Bình Hiệp và Bình Tân trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hơn 2 năm qua, mô hình cháo nghĩa tình của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An làm ấm lòng hàng nghìn người bệnh. Mô hình giúp cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân cảm thấy ấm lòng bởi chứa chan tình thương, tình quân dân nơi biên giới. Đều đặn vào sáng thứ năm hàng tuần, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tất bật chuẩn bị thực phẩm nấu cháo cho các bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân. Không kể mưa gió, khoảng 7 giờ sáng, các phần cháo được vận chuyển tới bệnh viện để cấp phát cho bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những hộp cháo nghĩa tình đã góp phần động viên bà con yên tâm điều trị bệnh. Cháo vừa đầy đủ dinh dưỡng, có rau, củ quả, thịt, gạo, chế biến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp bệnh nhân dễ hấp thu, có sức khỏe để điều trị. Tinh thần cộng đồng tương thân tương ái, yêu thương san sẻ, đùm bọc lẫn nhau là những đức tính được hun đúc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt truyền thống lịch sử của dân tộc và quân đội nhân dân Việt Nam. Thực tế đã chứng minh, dù phải trải qua bao khó khăn hoạn nạn, trong thử thách của chiến tranh, thiên tai, địch họa, bộ đội luôn có những sáng tạo không ngừng, sẻ chia, giúp đỡ để hướng về tương lai tốt đẹp cho người dân. Bằng việc làm nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân nơi biên giới. 7 giờ sáng khi xe vừa đến bệnh viện, những chiến sĩ mang quân hàm xanh cùng sự hỗ trợ của các y bác sĩ nơi đây, mỗi người một việc, người đến từng phòng của bệnh nhân và người nhà ra nhận cháo. Người phụ trách hướng dẫn bệnh nhân xếp hàng để đảm bảo công tác phòng chống dịch, người lại thoăn thoắt múc những phần cháo nóng hổi ân cần trao tận tay bệnh nhân. Rất là cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền của đồn biên phòng chung tay với địa phương, và cũng mong rằng các mô hình này sắp tới
sẽ lan tỏa rộng hơn đến những địa phương khác để tất cả các bà con bên xã biên giới là cảm thấy ấm lòng khi có anh em chiến sĩ cơ quan hữu quan trên địa bàn quan tâm tới bà con. Chương trình Cháu Nghĩ Tình được phát động với mong muốn sẻ chia khó khăn với những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện, động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật. Đây là hoạt động ý nghĩa được duy trì thường xuyên với nguồn kinh phí từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và các nhà hảo tâm. Những bát cháo tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện được tinh thần đoàn kết giúp đỡ của quân và dân, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân dân nơi vùng biên giới. Ông thấy bộ đội biên phòng mà giúp đỡ những bệnh nhân là như thế này là quá tốt. Bệnh biên phòng để giúp đỡ bệnh nhân thì là tôi không có gì hơn, tôi đại diện. Rất cảm ơn trong cái bộ đội biên phòng. Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, giúp người dân phát triển kinh tế xã hội từ nguồn kinh phí do cán bộ chiến sĩ đóng góp và vận động. Đoàn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã tổ chức duy trì có chất lượng hiệu quả nhiều chương trình, mô hình an sinh xã hội, giúp đỡ người dân trên địa bàn bằng việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng về quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50. Coi đây là tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhờ đó cuộc vận động ngày càng phát triển về chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong chuyên đề kỳ này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn phóng sự qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Mời các đồng chí và các bạn cùng xem. Để nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động 50, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở nghị quyết Đảng ủy, Ban chỉ đạo 50 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2020-2024. Trong nghị quyết, lãnh đạo hàng năm, quý, tháng của các cấp ủy đảng đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và các cuộc vận động phong trào thi đua khác của ngành hậu cần kỹ thuật. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt giáo dục về thực hiện cuộc vận động gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nói chung và huấn luyện các nội dung công tác kỹ thuật nói riêng. Trong đó tập trung vào huấn luyện nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật, các nội dung về bảo đảm an toàn trong quản lý, tiếp xúc, sử dụng trang bị kỹ thuật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Triển khai thực hiện thống nhất toàn diện, đạt hiệu quả các mục tiêu của cuộc vận động với thực hiện tốt chỉ thị số 79 trên CT-BQB, tiêu chí hậu cần kỹ thuật tài chính ở đồn biên phòng, tiểu đoàn huấn luyện cơ động và hướng dẫn cục kỹ thuật bộ đội biên phòng về nội dung xây dựng chính quy ngành quân khí trong bộ đội biên phòng, duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, an toàn công tác bảo quản vũ khí trong giờ kỹ thuật, ngày kỹ thuật, quán triệt giáo dục tuyên truyền sâu rộng tới quần thể cán bộ chiến sĩ nắm chắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của cuộc vận động. Ban chỉ đạo 50 đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024, ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phù hợp, phát huy vai trò hiệu quả tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu cuộc vận động, thường xuyên tuyên truyền giáo dục học tập về ý nghĩa nội dung các mục tiêu cuộc vận động 50 và gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt các nội dung mục tiêu cuộc vận động 50, hàng năm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giao cho phòng hậu cần kỹ thuật chủ trì phối hợp với phòng chính trị,
cùng các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh việc hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị chú trọng việc bảo quản trang thiết bị, nêu cao tinh thần về phòng cháy chữa cháy và các quy chuẩn cơ bản trong sử dụng vũ khí, phương tiện mỗi khi đưa vào kho chứa cất. Qua đó đã không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến công tác bảo đảm kỹ thuật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cụ thể hóa thành chương trình hành động và có các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ, phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn. Trọng tâm là tập trung vào công tác bảo đảm trang bị kỹ thuật, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng để bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, thiết bị kỹ thuật một cách đồng bộ, tăng cường công tác huấn luyện kỹ thuật và thực hiện tốt công tác xây dựng ngành. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã coi trọng việc đưa nội dung công tác huấn luyện kỹ thuật vào kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chung để bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng đảm bảo kỹ thuật cho các đối tượng, nhất là kỹ thuật về xe máy, tàu thuyền, quân khí. Để đảm bảo vũ khí, trang bị, khí tài đạt chất lượng đồng bộ, chuyên sâu, thì công tác đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa, niêm cất được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Là nhân viên quân khí đã tham mưu cho cấp ủy chỉ huy xây dựng kế hoạch quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện tốt cổ vận 50, nắm chắc từng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng về cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, với chức năng nhiệm vụ được giao, phòng hậu cần kỹ thuật đã tham mưu cho đảng ủy, bộ chỉ huy, lãnh đạo chỉ đạo việc đầu tư xây dựng cơ sở kỹ thuật có trọng tâm, ưu tiên những đơn vị trọng điểm, tập trung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch công tác kỹ thuật, củng cố kho vũ khí, đạn, hệ thống chống sét, chống cháy nổ theo quy định của Tổng cục Kỹ thuật. Bằng nhiều biện pháp tích cực, công tác tổ chức xây dựng và quản lý kho đi vào nề nếp, nguy cơ mất an toàn được hạn chế thấp nhất. Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý, quản lý, đánh giá chất lượng và tình trạng đồng bộ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các đơn vị cơ sở đã được triển khai theo hướng chính quy, thống nhất, an toàn. Xây dựng cơ quan đơn vị có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Để thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện nghiêm điều lệnh công tác kỹ thuật, cấp ủy ban chỉ huy đồn nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua của đơn vị và xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Bộ chỉ huy bộ đội tỉnh dưới sự nhận sâu sát của phòng hậu cần kỹ thuật của đồn tỉnh, cấp ủy, ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết thống nhất, xác định tốt để vai trò, trách nhiệm và hoàn thành tốt được cái nội dung cuộc vận động 50 theo quy định của cấp trên. Nhằm phát huy tinh thần tự lực tự cường, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Long An tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, duy trì có nề nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng theo quy định, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, báo cáo đề nghị cấp trên bổ sung bảo đảm vật chất, kinh phí, phục vụ công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không để xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát, lãng phí, chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, kiểm tra, giám sát, việc chấp hành quy trình, quy phạm kỹ thuật, đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để ứng dụng vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, gắn thực hiện cuộc vận động 50 với phong trào thi đua quyết thắng và các chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa theo dõi chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.